Trong mắt người khác đây là một hộp sữa, nhưng trong mắt anh ấy đây là chìa khóa vượt ngục. Mở hộp sữa ra, nó có một lớp màng mỏng, trái lớp màng này xuống rửa sạch, lúc ra ngoài lén lút dán lên ổ khóa mật mã ở cửa nhà tù. Như thế thì khi cảnh sát nhà tù nhập mật mã, ngón tay sẽ ấn lên 4 nút và để lại vân tay, rồi lột lớp màng này xuống, phân biệt 4 nút này. Cho dù tính ra 24 tổ hợp, thì tiếp theo sẽ đến bước thử mật mã. Nhưng làm sao động vào ổ khóa mật mã được đây? Anh ấy nặn giấy vệ sinh thành viên nhỏ, liên tục nặn kem đánh răng vào bên trong, và cứ thế làm ra thật nhiều cái, rồi dùng một tờ giấy bọc lại, vò nát, bóp chặt. Một quả cầu dính chặt đã làm xong. Lúc cảnh sát nhà tù giúp anh ấy tháo cổng tay, lén lút nhét nó vào cửa sổ. Như thế, cho dù cảnh sát nhà tù đóng cửa sổ lại, thì anh ấy vẫn có thể dễ dàng mở ra, giơ tay qua cửa sổ thử mật mã. Nhiều nhất 24 lần, rất nhanh có thể thử đúng. Nhưng vì không để cho camera nhìn thấy, phải biết được hành tung của cảnh sát nhà tù trước. Anh ấy liên tục nghe tiếng động bên ngoài, thông qua tiếng đóng mở cửa là có thể biết được. Mỗi ngày sau khi cảnh sát tù đưa anh ấy về phòng giam, sẽ cùng nhau ra ngoài hút thuốc, cho đến mỗi ngày có 7 phút, không có ai ở trong phòng camera. Đây chính là kẽ hở mà anh ấy muốn tìm. Nhưng ra được phòng giam rồi thì phải làm sao đây? Đừng coi thường anh ấy. Anh ấy biết, tất cả ca vượt ngục thành công đều bắt buộc phải có 3 yếu tố: hiểu rõ quy luật, hiểu rõ bố cục và bên ngoài có tiếp ứng. Đầu tiên anh ấy tìm hiểu quy luật, còn bố cục thì đã nắm rõ từ lâu rồi. Vừa vào tù, anh ấy đã quan sát khắp nơi, phát hiện nhà tù nghiêm ngặt này có một nhược điểm. Đó chính là trạm phòng cháy chữa cháy ở bên cạnh nhà tù. Vấn đề duy nhất là chỉ có vị trí của phòng tối mới nằm gần nó. Cho nên, anh ấy chủ động gây chuyện, đánh một kẻ xấu bị trọng thương, rồi bị cảnh sát tù nhốt vào phòng tối trừng phạt. Thế là, khi anh ấy thử được mật mã, rời khỏi phòng tối, tìm được ống thông gió thông tới trạm phòng cháy chữa cháy, trèo vào trong. Trong lúc cảnh sát tù canh chừng sát sao, thì anh ấy đã treo ra ngoài từ ống thông gió bên cạnh bọn họ, đi tới trạm phòng cháy chữa cháy, nhanh chóng mặc đồ bảo hộ ở đây lên người. Lúc này phải cần tới yếu tố thứ ba rồi, tiếp ứng. Hẹn trước với đồng đội bên ngoài, cho nổ một chiếc ô tô bên ngoài vào đúng lúc này, có hỏa hoạn, xe cứu hộ sẽ được điều đi. Anh ấy trốn dưới gầm xe cứu hộ, đi theo chiếc xe tới hiện trường. Ra khỏi gầm xe, mọi người đều đang bận rộn, không một ai chú ý tới anh ấy. Ngồi lên xe của đồng đội, thành công vượt ngục. Đúng vậy, anh ấy không phải tội phạm gì cả, mà là một đại sư vượt ngục, được Cục Quản lý Nhà tù Liên bang thuê để thử độ an toàn của các nhà tù bậc nhất trong phạm vi toàn quốc. Cách thử chính là dùng thân phận giả để bị nhốt vào trong, sau đó trốn ra dựa vào năng lực bản thân. Trong 7 năm qua, anh ấy đã thử 15 nhà tù có cấp bậc cao nhất, không một nhà tù nào nhốt nổi anh ấy. Cho tới hôm đó, người của Cục Tình báo tìm gặp anh ấy, nói rằng có một nhà tù thần bí, chuyên giam giữ những kẻ xấu mà đất nước nào cũng không chịu nhận. Cục Tình báo muốn kiểm tra xem nhà tù này có an toàn không, nhưng ngay cả việc nó nằm ở đâu họ cũng không biết. Vụ này vô cùng nguy hiểm, nhưng anh ấy đã đồng ý. Rất nhanh chóng là tới ngày bị bắt. Trước khi xuất phát, để đề phòng bất chắc, thuộc hạ còn gắn máy định vị GPS lên cánh tay của Dây. Vừa ra khỏi cửa, Dây liền bị bắt. Nhưng anh ấy không ngờ rằng đám người này vô cùng bạo lực. Đầu tiên là dùng dùi cui điện đánh ngất anh ấy, sau đó giống hệt như đã biết từ trước vậy, trực tiếp dùng dao moi máy định vị GPS ra khỏi cánh tay anh ấy, cuối cùng tiêm một liều thuốc mê lên cổ anh ấy, khiến anh ấy hôn mê. Khi tỉnh lại, ra nhìn thấy cái ngục trưởng đóng vest lịch sự, anh ấy cảm thấy hơi khó chịu, nói rằng phi vụ này quá bạo lực, anh ấy không làm nữa, nói ra ám hiệu rút lui, bảo cai ngục trưởng thả anh ấy đi. Không ngờ rằng cai ngục trưởng hoàn toàn không để tâm, vẫn nhốt anh ấy lại. Thì ra cai ngục trưởng đã cấu kết với một kẻ muốn hãm hại Dây, hắn muốn nhốt Dây ở đây cả đời. Đây là nhà tù nghiêm ngặt nhất thế giới, phòng giam của mỗi người đều là kính cường lực, tội phạm đi vệ sinh cũng bị nhìn thấy hết, chứ chẳng cần nói tới những hành động nhỏ. Nhà giam được tạo ra lơ lửng trên không trung, cách đào hố truyền thống căn bản không khả thi. Trong phòng 100% khép kín, số lượng cảnh sát tù gấp mấy lần tội phạm, bọn họ vũ trang đầy đủ, mặt nạ khiến họ không thể nào nói chuyện với tội phạm, làm thế để tránh việc cảnh sát tù cấu kết với tội phạm. Camera hàng trăm hàng nghìn cái, còn có cả loại camera quả cầu này liên tục chuyển động, muốn quay ai cũng được. Mà phòng cấm túc thì lại càng đáng sợ, mãi mãi bật ánh sáng cường độ mạnh, một khi bị nhốt vào trong thì mắt bạn cũng không mở nổi, còn nóng hơn cả phòng tắm hơi. Đó thực sự là một sự dày và khủng khiếp. Ở đây, Dây chịu đựng đau đớn, cố gắng quan sát kết cấu phòng cấm túc để tìm ra cách phá giải. Đợi khi ra ngoài thì anh ấy đã tiểu tụy rồi, nhưng anh ấy cũng đã tìm được kẽ hở như mong muốn. Đúng vậy, chính là đinh tán dưới mặt đất. Anh ấy có kế hoạch rồi, vượt ngục không thể không có đồng bọn. Quy tắc cũ, kết giao bạn bè trước đã. Chưa đợi Dây lộ ra nụ cười thì đã có một người đi tới bắt chuyện với anh ấy rồi. Cùng là người đàn ông cơ bắp như thế, anh ấy tên là No. Dường như anh ấy đã nhận ra được bản lĩnh của Dây, vừa tới liền hỏi anh ấy có cần giúp đỡ gì không. Dây nói tôi cần một miếng kim loại. Ano nói chuyện này là không thể nào. Dây nói anh không đưa cho tôi thì tôi sẽ không kết bạn với anh nữa. Thế là Ano bày cách đi tới phòng thẩm vấn, điên cuồng mỉa mai cai ngục trưởng. Cai ngục trưởng đã tức giận, bảo cảnh sát tù dùng cực hình nước để trừng phạt anh ấy. Bọn chúng bơm nước vào miệng Ano, sau mười mấy giây, anh ấy suýt nữa bị sặc chết. Nhưng lúc này anh ấy đã lấy được lắp miệng cống thoát nước, mà chỉ ở phòng thẩm vấn mới có. Xong chuyện, anh ấy giao chiếc lắp cho Dây. Dây thấy anh ấy rất có ý chí, cho nên đã nói ra thân phận đại sư vượt ngục của mình, đồng thời nói cho anh ấy biết rõ tình hình. Thì ra anh ấy phát hiện, kết cấu nội bộ của những nhà tù này hầu như đều là kết cấu dọc, có nghĩa là rất có thể họ đang ở dưới lòng đất.
mà dưới đất ở phòng cấm túc có tiếng nước. Anh ấy suy đoán ở đó có một ống dẫn nước, chắc chắn có đường có thể lên trên. Tiếp theo phải quay lại phòng cấm túc rồi. Lên kế hoạch xong liền hành động. Anor phụ trách mở màn, còn Jay thì bóp chặt một miếng bánh mì trong tay. Rất nhanh chóng, cuộc ẩu đả đã thu hút cảnh sát tù đi tới. Họ đều bị nhốt vào phòng cấm túc ánh sáng cường độ mạnh. Vừa đi vào, Jay liền lấy ra lắp cống thoát nước mà Anor đưa cho, phản xạ ánh sáng chiếu vào cây đinh. Đợi đã, sao thứ này lại phản quang được? Thì ra, lúc trước anh ấy đã dùng kem đánh răng đánh bóng nó. Sau mấy chục giây, sức nóng 100 độ đã khiến nó nở ra 0,03 cm khôi và nó đã được cậy ra. Jay nhanh chóng lấy nó ra, rồi tiếp tục làm tương tự với ba chiếc đinh khác. Sau khi xong việc, anh ấy nhét mảnh bánh mì kia vào miệng, đồng thời hát ra tín hiệu thu hút sự chú ý của Anor. Anor bắt đầu hét lớn, cai ngục trưởng quả nhiên đã quay về phía anh ấy. Jay lập tức đứng lên, dính bánh mì vào camera, ngăn chặn tầm nhìn. Sau đó anh ấy nhấc sàn đất lên, rồi trèo xuống dưới. Anh ấy đi tới không gian dưới đất, rồi thuận theo ống dẫn nước trèo lên trên. Đợi khi trèo lên đỉnh bộ, mở lắp, bước ra ngoài. Anh ấy đã ngây người ra, đây không phải lòng đất như anh ấy đoán, mà là trên mặt biển. Anh ấy đứng trên một boong tàu khổng lồ. Và lại khắp nơi đều là lính canh, nhảy xuống biển, nhảy thế quái nào được, anh ấy chỉ có thể quay về. Tuy biết được địa điểm, nhưng anh ấy căn bản không thể nghĩ ra cách trốn thoát, bị nhốt giữa biển khơi, có cánh cũng khó mà bay được. Nhưng họa vô đơn chí, cai ngục trưởng tìm được cây đinh, phát hiện ý đồ vượt ngục của Jay, bắt đầu để thực hạ giày vào anh ấy. Chỉ cần Jay vừa ngủ, cảnh sát tù liền gõ cửa không để anh ấy ngủ. Đợi khi anh ấy buồn ngủ tới nỗi xỉu đi, cảnh sát tù liền tới đánh đập anh ấy, khiến anh ấy tỉnh lại. Kết quả, mỗi ngày Jay đều mơ mơ màng màng, thường xuyên bị ngất đi. Không lâu sau thì phải tới chỗ bác sĩ thăm khám. Bác sĩ nhìn thấy cũng lắc đầu bó tay. Nhưng cho dù như thế, Jay vẫn không bị hạ gục. Đợi khi bọn chúng dừng hành động Jay vào lại, thì anh ấy lại bắt đầu nghĩ cách. Mỗi ngày ăn cơm, anh ấy đều lén lút làm công cụ vượt ngục ở dưới gầm bàn. Hai mảnh mắt tính, một chiếc bút bi, một tấm giấy cứng, rồi cắm lên một ống thủy tinh. Thứ được làm ra này gọi là kính lục phân, chuyên dùng để thử phương vị. Tiếp theo, họ kéo được đồng đội mới để anh ấy giả vờ giao dịch với cai ngục trưởng, đổi lấy cơ hội được tới boong tàu. Vừa lên được boong tàu liền dùng kính lục phân mà Jay đưa để thử phương vị. Khi Jay lấy được dữ liệu, anh ấy lập tức nhận ra con tàu này là vĩ độ ngược. Anh ấy quan sát được nước xả trong bồn cầu xoáy ngược lại chiều kim đồng hồ, cho nên họ đang ở bắc bán cầu. Rồi dựa theo độ nóng ẩm của khí hậu phỏng đoán, nơi này rất có thể là bờ biển Mozambique ở châu Phi. Bước tiếp theo là tìm người giúp họ truyền tin tức. Jay nhớ ra vị bác sĩ luôn cau mày nhăn mặt kia, thế là anh ấy để Anor đâm mình một nhát, đi tới trước mặt bác sĩ nhờ khâu vết thương. Một thời gian sau lại giả bệnh, tới trước mặt bác sĩ nôn nói, quả nhiên đã khiến cho bác sĩ cảm thấy thương cảm. Rồi sau đó anh lại tiết lộ thân phận thật của mình cho bác sĩ, bảo ông ấy đi kiểm tra xem. Không lâu sau, cuối cùng lương tâm của bác sĩ đã trỗi dậy, quyết định giúp đỡ vượt ngục. Ông ấy đem mưu cầu cứu của họ gửi cho thuộc hạ quá no. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng cũng tới thời gian vượt ngục. Đêm hôm đó, cai ngục trưởng nhìn thấy Jay đang gõ lên tường. Hắn nghe trộm tín hiệu mà Jay gõ, hiểu được rằng sáng mai khu C sẽ xảy ra bạo loạn. Cảnh sát trưởng quả quyết tăng thêm 3 lần số lượng cảnh sát để tấn công khu C. Nhưng thực ra đây là cái bẫy của Jay. Anh ấy muốn cảnh sát chạy tới khu C. Như thế thì khu vực chỗ anh ấy chỉ còn lại 2 tên. Cuộc bạo động thực sự bắt đầu. Đồng bọn dấy lên cuộc bạo loạn, hai bang phái bắt đầu đánh nhau. Cảnh sát bên trên xả súng xuống dưới, nhưng lại bị Jay trèo lên đánh ngất. Họ một mạch trèo lên trên, thuận theo đường ống, chuẩn bị trèo lên boong tàu. Ai ngờ, cửa này được khóa bằng khóa điện tử, dùng sức không mở được. Jay quyết định đến phòng cấp điện để ngắt điện, nhưng chuyện này có nghĩa là anh ấy sẽ phải ở lại. Anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Đi xuống phòng cấp điện, khi anh ấy điều khiển máy tính cho ngắt điện, quả nhiên bên phía Anor đã mở được cửa. Cuối cùng anh ấy cũng lên được boong tàu, máy bay tiếp ứng cũng đi tới. Anh ấy vừa lại gần máy bay thì kẻ địch cũng ngoặt sông lên. Anor không chịu đi, bởi vì người anh em vẫn chưa tới. Thế là anh ấy lấy súng máy, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Người đàn ông truyền kỳ này lập tức giống như một binh khí máu lạnh. Một bên khác, cai ngục trưởng nhốt Jay trong phòng cấp điện. Hắn ta không nôn nóng một chút nào, bởi vì Jay giờ đã là con chim xa lưới rồi. Nhưng kỳ lạ là, tìm nửa ngày trời mà hắn vẫn không tìm thấy Jay. Lúc này thuộc hạ khôi phục cấp điện, hắn đột nhiên nghe thấy thùng nước bắt đầu tự động xả nước. Nụ cười dần biến mất, không ngờ hắn lại quên mất chuyện này. Còn Jay quả nhiên ở bên trong thùng nước. Thùng nước được xả nước thì anh ấy sẽ được đưa xuống đáy biển. Jay bơi lên mặt biển, Anor trùng hợp phát hiện ra anh ấy, đi xuống đón anh ấy lên. Cai ngục trưởng cũng đi lên boong tàu, hắn nhìn thấy Jay trên thang dây, trực tiếp nổ súng về phía anh ấy. Chuyện sinh tử nằm trong giây phút này. Chỉ thấy Anor ném một cây súng máy xuống, Jay thành công đón được, liên tục bắn vài phát súng, làm thùng thùng dầu phía dưới cai ngục trưởng. Cai ngục trưởng cúi đầu nhìn, chưa kịp thốt ra lời nào thì liền biến mất trong biển lửa. Một thời gian sau, họ đi tới bờ biển châu Phi, có người tới đón Anor rồi, chính là cô gái lúc trước đã thuê Jay. Thì ra cô ấy là con gái Anor. Sở dĩ chi tiền mời Jay vào tù chính là để giúp bố cô thoát thân. Chẳng trách mà vừa vào tù Anor đã tới tìm anh ấy hợp tác. Tất cả đều đã được lên kế hoạch sẵn. Jay mỉm cười, khó mà tin được, kẻ mà anh ấy thực sự muốn báo thù là người cấu kết với cai ngục trưởng để hãm hại mình. Vài ngày sau, gã này tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một thùng container, mà thùng container lại ở trên một con tàu vận chuyển khổng lồ. Đợi con tàu vào bờ thì hắn chắc chắn đã chết. Kết phim, Jay thành công thoát thân.
Xem xong hành trình vượt ngục của anh ấy, tôi lại đột nhiên cảm thấy, tri thức thực sự chính là sức mạnh.